Ok, lúc sau khi mà mình học bài 1, 2, 3 trong cái sách Family and Brands 1 xong á, thì bây giờ mình sẽ có một cái bài kiểm tra. Thì lần này kiểm tra, cô sẽ kiểm tra bằng cách là cô tổng hợp các kiến thức từ bài 1 đến bài 3. Sau đó là cô cho tụi con ghi một đoạn văn. Và đoạn văn này nhiệm vụ mình là phải về học thuộc. Và mình sẽ đứng trước lớp để mình đọc cái đoạn văn này, giống như là mình thuyết trình vậy á. Làm sao thứ nhất là tụi con phải học thuộc cái đoạn văn này, thứ hai là phải cái lúc mà giọng nói của mình là phải biểu đạt lên xuống đó, giống như là người nước ngoài, chứ không có mình không có đọc ngang ngang phè phè như người nước như robot, ok chưa? Rồi thứ ba là mình sẽ chú ý vào những cái phát âm cho nó tốt. Rồi nhớ chưa? Bây giờ cái clip này là cô sẽ, thứ nhất là cô sẽ đọc nguyên một đoạn này để cho con nghe được tổng quát, và thứ hai đó là cô sẽ đọc từng câu và con lặp lại. Nếu mà trong quá trình mà con đọc mà nếu mà bị sai cái chỗ nào thì con sửa. Clip này cô sẽ gửi về cho mẹ coi để có gì mẹ sẽ hỗ trợ con thêm ở nhà nha. Ok, rồi cô đọc nào. Ok. Good afternoon everyone. Chị nhanh lên con. Good afternoon everyone. My name's Luke. Thôi khỏi chị luôn đi. Đây cô đọc cho. Good afternoon everyone. My name's Luke. Nhớ nhà chữ S nè. My name's Luke. I'm 8 years old. I'm a second grade student. My birthday is January 1st, 2010. I have short black hair and brown eyes. Today I'm wearing. Rồi tùy hôm đó kiểm tra con mặc đồ gì thì con sẽ nói. Ví dụ như là hôm nay con mặc cái áo màu xanh thì blue t-shirt and cái này mình cho là black pants cũng được, black and red pants or red shorts. Okay. I study at Daisy English class. In my classroom, these are the tables and chairs. Those are the fans and that is the computer. Today I feel happy. There are 10 students. 10 students. In my class, they feel hot. I can run, jump, and play soccer. I can't fly and ride a bike. Thanks for listening and watching. Ok, cái đoạn văn này con có hiểu nghĩa của nó không? Hiểu đúng không? Rồi, ví dụ dịch cho con nha. Good afternoon everyone nghĩa là gì? Là xin chào buổi buổi trưa các bạn. Mình chào buổi sáng thì ở đây là chào buổi trưa, tại vì lớp học của mình là buổi chiều mà. Xin chào các bạn. Mình tên là Luke, mình 8 tuổi, mình đang học lớp 2. Sinh nhật của mình là ngày 1 tháng 1 năm 2010. Mình có tóc ngắn màu đen và mắt mình là mắt màu nâu. Hôm nay mình mặc cái áo thun màu xanh và cái quần màu xanh và màu đỏ. Ok chưa? Mình học tại Daisy, lớp tiếng Anh Daisy. Ở trong lớp của mình thì có những cái bàn và những cái ghế. Đằng xa kia là những cái quạt và đằng kia có một cái máy tính. Hôm nay mình cảm thấy rất là hạnh phúc. Rồi, trong lớp mình thì có 10 bạn. Họ cảm thấy hôm nay rất là nóng. Mình có thể chạy, nhảy và chơi bóng đá, nhưng mình không thể bay và đạp xe đạp. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và theo dõi. Ok chưa? Dễ chưa? Hiểu không? Rồi cô dịch ra rồi đó. Rồi bây giờ đọc theo cô nha. Good afternoon everyone. Good afternoon everyone. Good afternoon. Good afternoon everyone. Everyone. My name is Luke. My name is Luke. Nè, những cái chữ nào có S xì ra cho cô nha. My name is Luke. My name is Luke. Yes. I'm 8 years old. I'm 8 years old. I'm 8. I'm 8. Years. 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 Years old. I'm a second grade student. I'm a second second grade grade student. Student.
student. Student. Student. Có S nè con, student. Student. Cô nói nè, về nghe lại cái đoạn clip này của cô và của thầy. Những cái chỗ nào á mà con cảm thấy giống như là con bị vướng mắc thì con cứ mở cái đoạn clip của cô, nghe đi nghe lại nhiều lần, nhớ chưa? Rồi thứ bảy tuần sau cô sẽ kiểm tra lại một lần nữa và cô giúp con, nhớ chưa? Yeah. Quan trọng không phải là mình học giỏi hay là mình học yếu, mà quan trọng là tụi con có cố gắng là cô sẽ liên tục cô giúp đỡ. Chứ còn mà tụi con giỏi nhưng mà lười thì cũng vậy à. Ok chưa? Rồi tiếp theo nè. My birthday. My birthday. My birthday. My birthday. Is. Is. January. 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 First. Now, first. First. 2010. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2010. 10. I have short black hair. I have short black hair. And brown eyes. And brown eyes. Đọc theo cô nè. Brown eyes. Brown eyes. Nè, chỗ nào có S, đọc S hết cho cô. Again. I have short black hair. I have short black hair. And brown eyes. And brown eyes. Today. I'm wearing blue t-shirt and blue and red shorts. Okay. I study at Daisy English class. Có S không? Những cái con chỉ tay vô những cái chỗ nào có S đọc xì hết cho cô coi. Tay chỉ đâu? Tay đâu? I. Đây nè, ở đây. I. Chỗ nào có S chỉ thấy những cái dấu gạch chân của cô là xì ra hết coi. I. Study. At đâu? At Daisy. At Daisy. English đâu? English. Class. I study at Daisy English class. English. Đọc hết nguyên câu. I study at Daisy English class. In my classroom. Con nghe kỹ nào, cô đọc như thế nào con lặp lại theo như vậy luôn. In my classroom. Sung đâu mà sung. In. Dạ. Còn trên đây chị. Rồi ok chị.